Chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xem kênh YouTube của mình một tháng kiếm khoảng bao nhiêu đô. Thì đầu tiên mọi người vào youtube.com. Rồi mọi người nhấn vào cái icon này. Nhấn vào icon và đi tới kênh của bạn. Đây, kênh của bạn, nhấn vô này. Rồi khi mà đi tới kênh của bạn á, ở trên này các bạn thấy một cái ID. Đây, cái ID này, trước chữ channel á. Đây, mình copy cái ID này, copy. Rồi mình đi tới cái trang là socialplay.com. Đây mình xóa đoạn này đi. Rồi socialplay.com nè. Mình đi tới trang này. Rồi mình dán cái ID của kênh YouTube của mình vào đây. Đây mình dán vô nè. Rồi nhấn Enter. Đó thì nó tìm ra cái kênh mình. Thì cái trang này nó có ứng dụng là nó phân tích những cái dữ liệu ở trên kênh của mình. Ví dụ ở đây mình upload lên là 180 video nè, subscribe là 883, view là 175,957, thành phố là Việt Nam, nước á, channel là education. Thì ở dưới đây mọi người thấy là cái đô nè, đô một tháng của mình nè, đây là minh nè, một tháng là từ 3 đô tới 42 đô. Thì khi mà nó đỡ trong khoảng từ 3 đô đến 42 đô, có nghĩa là cơm mình nó kiếm tiền là nằm trong cái khoảng giữa. Đây, từ nó đỡ khoảng từ 3 đô đến 42 đô này, mình lấy số 42 mình chia 2 là khoảng 21 đô. Nói chung một tháng là cái kênh này nếu mà bật kiếm tiền ấy, thì nó sẽ kiếm nằm trong khoảng là 21 đô. Thì cái này là nó tính một năm của mình nè, một năm từ 31 tới 499, thì cái này tương tự mình cũng chia đôi ra. Còn ở dưới này là những cái video mà mình up lên nè. Đó, số view của cái video đó và số tiền mà mỗi cái video nó kiếm được. Đây. Thì cái trong web là socialplay.com nó có ứng dụng là nó phân tích những cái dữ liệu trên kênh của mình. Mọi người có thể vô cái trang này để xem tình hình phát triển của kênh mình như thế nào. Còn cái này là cái điểm của nó nè, đang chấm là sơ cộng nè. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách xem kênh YouTube của mình một tháng kiếm bao nhiêu tiền trên trang socialplay.com. Hy vọng video giúp ích nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.